Chào các con, chào mừng các con đã quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella trong chương trình Mindfulness Grade 2. Và ngày hôm nay, sau khi chúng ta đã hoàn thành 4 bài đầu tiên và phần ôn luyện, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học của chúng ta với bài số 5, Unit 5 nhé. Để chúng ta có thể bắt đầu bài học trong Unit 5, thì các con hãy lật sang trang sách số 22 nhé. Phần Unit 5 nó sẽ nằm ở trang 22 và 23. Trước tiên thì các con hãy lật sang trang 22 để chúng ta học Lesson 1 các con nhé. Các con đang ở trang số 22 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên nhé. Listen, point and repeat. Sau đó là mình sẽ color. This is the letter R. The letter R makes the R sound. Rabbit, rocket, robot. Rồi, ở trong chữ cái này đó là chữ cái mới mình học đúng không? Đây là chữ in hoa và đây là chữ thường. Và những cái từ mới mà chúng ta học được đó là rabbit. Rabbit là một chú thỏ. Ở đây có một chú thỏ màu hồng thiệt là xinh xắn và dễ thương ha. Tiếp theo, chúng ta học được một từ nữa là rocket. Rocket. Rocket là một cái tên lửa. Và từ cuối cùng chúng ta học đó là robot. Robot. Robot là một chú robot ở đây nha. Và bây giờ thì là các con hãy nghe và đọc theo các con nhé. Và nhiệm vụ của các con nữa là khi ở lớp thì các con, khi mà các con nghe hoặc là ở nhà các con học với ba mẹ, thì nhiệm vụ của các con là khi chúng ta nghe rabbit thì chúng ta sẽ chỉ vào chú thỏ nhé. Thì chúng ta nghe, khi chúng ta nghe rocket thì chúng ta sẽ chỉ vào đây, và khi chúng ta nghe robot thì chúng ta sẽ chỉ vào đây nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nha. R. 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 Rabbit. Rabbit. Rocket. Rocket. Robot. 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 Chúng ta đọc lại thêm một lần nữa nha. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ là color. Now, color. Thì ở đây chúng ta thấy là rabbit là màu hồng, đúng không? Ở đây chúng ta không có màu hồng, thì chúng ta có thể chọn màu đỏ để mình tô màu cho chữ R nha. Tiếp theo là rocket. Rocket thì là có màu hồng và màu cam. À, mình đã dùng màu đỏ để mình tô cho rabbit rồi, thì bây giờ chúng ta chọn màu vàng để chúng ta tô cho rocket các con nhé. Rồi cuối cùng là robot. Robot thì chúng ta sẽ chọn màu xanh nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là look and listen. Look and listen. Và chúng ta sẽ xem chữ R in hoa và chữ R in hoa và chữ R thường được viết như thế nào. Và đồng thời thì các con cũng cầm bút chì ra hoặc là viết ra để các con viết vào trong sách của mình nhé. R. R. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lesson 1 của unit 5 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến lesson 2 các con nhé. Lesson 2 nó sẽ nằm trong trang 24 của các con. Nên là bây giờ các con hãy lật sang trang sách 24 nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ
Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với phần số 4, đó là listen, read along, là mình hãy lắng nghe và mình đọc theo. À, trước tiên thì cô Bella sẽ giải thích cho các con nghĩa của các từ trong khung này nhé. Đầu tiên, here is a rabbit. Đây là một chú thỏ. Here is a rocket. Đây là một tên lửa. Here is a robot. Đây là một chú robot. Here is a rabbit and a rocket for Robbie Robot. Đây là một chú thỏ và một tên lửa cho chú robot Robbie. Có nghĩa là chú robot này tên là Robbie á các con. Bây giờ các con hãy nghe và các con đọc theo các con nhé. Here is a rabbit. Here is a rocket. Here is a robot. Here is a rabbit and a rocket for Robbie Robot. Các con hãy nghe lại một lần nữa và các con đọc theo nha. Here is a rabbit. Here is a rocket. Here is a robot. Here is a rabbit and a rocket for Robbie Robot. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần 5, đó là song. Đây là một cái phần rất là dễ thương và thú vị, là chúng ta sẽ bắt đầu hát bài hát nhé. Bây giờ các con hãy nghe và các con hát theo nhé. Và nhớ là mỗi khi mà chúng ta đến phần số 5 song, thì khi mà các con ở nhà hoặc là thì các con hãy đứng dậy và các con hát dùng tay chân của mình và để mình biểu diễn luôn nha. Chúng ta bắt đầu nhé. Here is a rocket for a robot. Here is a rocket for a robot. Here is a rocket for a robot. A rocket, hooray, hooray. Here is a rabbit for a robot. Here is a rabbit for a robot. Here is a rabbit for a robot. A rabbit, hooray, hooray. Chúng ta hãy hát lại một lần nữa để chúng ta có thể nhớ bài hát này các con nhé. Here is a rocket for a robot. Here is a rocket for a robot. Here is a rocket for a robot. A rocket, hooray, hooray. Here is a rabbit for a robot. Here is a rabbit for a robot. Here is a rabbit for a robot. A rabbit, hooray, hooray. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lesson 2 của unit 5 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ bắt đầu với lại lesson 3, là phần cuối cùng trong unit 5. Các con hãy lật sang trang sách số 25 để chúng ta bắt đầu với phần lesson 3 các con nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ hoàn thành phần số 6 trong lesson 3. Họ bảo mình là circle the R letters to help the robot go to the rocket. Có nghĩa là chúng ta sẽ khoanh tròn những cái chữ R sao cho tất cả những cái R đó nó sẽ nối lại thành một con đường để chú robot này có thể đi đến chỗ của cái rocket nha. Thì để cho các con có thể làm bài này tốt thì cô Bella có một cái
Mẹo là các con khi mà để cho chú Robert này đi đến chỗ của Rocket thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái điểm cuối cùng, có nghĩa là từ cái đích đi vào cái đầu tiên ha, thì nó sẽ dễ hơn cho các con. Thì các con sẽ thấy nè, đây nè, ở đây là cái đích đúng không? Thì mình sẽ nhìn cái con đường đi nè, đó, đi theo đây và đi đây, đó, chúng ta sẽ đi sao đến chú robot, thì đó sẽ là con đường ngắn nhất và các con sẽ không bị rối. Bởi vì nhìn vào đây thì sẽ rất là bị rối đúng không? Nếu như các con bắt đầu từ đây thì sẽ dễ bị rối hơn, nên chúng ta sẽ bắt đầu từ đích và đi về lại điểm xuất phát thì nó sẽ dễ hơn ha. Bây giờ chúng ta đã biết rồi, bây giờ là lúc chúng ta sẽ khoanh tròn những cái chữ R để có thể tạo thành một đường để chú robot có thể đi đến ngay chỗ rocket các con nhé. Vậy là chú robot đã đi đến cái chỗ rocket thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng trong lesson 3, đó là phần số 7. Và trong phần số 7 thì họ bảo mình là listen, point and repeat, là mình sẽ lắng nghe, chỉ và mình sẽ đọc lại đúng không nào. Và mình sẽ ở đây mình sẽ chỉ vào, wow, một chiếc nhẫn thiệt là đẹp đúng không nào. Thì chiếc nhẫn này trong tiếng Anh gọi là ring. Ring. Nhiệm vụ của các con đó là khi mà chúng ta nghe ring thì chúng ta sẽ chỉ vào chiếc nhẫn này. Ring. Ring. Đó là cái phần đầu tiên, và đây cũng là lúc mà chúng ta học thêm một từ mới nữa, từ cho chiếc nhẫn trong tiếng Anh gọi là ring. Ring. Các con nhớ đọc theo nha. Ring. 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 Rồi, chúng ta đã hoàn thành phần đầu tiên. Phần tiếp theo họ bảo mình là color the pictures of the words that start with the R sound. Say the R words. Là chúng ta sẽ tô màu những cái bức tranh nào mà nó có chữ bắt đầu bằng âm R, và sau đó mình sẽ nói những cái từ mà có bắt đầu bằng âm R nhé. Thì ở đây chúng ta nhìn vào đây thì có 3 hình đúng không? Đầu tiên là quiz, là không phải bắt đầu bằng âm R. Rồi, đây là Robert, là bắt đầu bằng âm R, nên chúng ta sẽ tô màu chú Robert nha. Tiếp theo là Rocket, cũng bắt đầu bằng âm R, nên là chúng ta sẽ tô màu hai bức hình này nhé. Robert và Robert và Rocket nha. Thì chú Robert, chúng ta sẽ chọn màu, các con sẽ chọn màu các con yêu thích nhé. Tuy nhiên cô Bella sẽ chọn màu đỏ. Robot. Và với Rocket, Bella sẽ chọn màu cam. Rocket. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong Unit 5 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ ôn lại và mình sẽ chơi một trò chơi để mình có thể nhớ lâu hơn những cái gì mà chúng ta học ngày hôm nay các con nhé. R. R. Rabbit. Rabbit. Rocket. Rocket. Robot. Robot. Ring. Ring. Trong phần trò chơi này họ bảo mình listen and tap the correct picture to match, có nghĩa là mình sẽ lắng nghe và mình sẽ nhấp vào cái hình đúng mà nó, cái hình đúng với cái từ mà mình nghe được. Nên bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu các con nhé. Parrot. Ví dụ mình nghe là parrot
thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ nhấp vào đây. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ chơi cái game này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Nest. Queen. Parrot. Rocket. Octopus. Robot. Rabbit. Rabbit. Octopus. Robot. Nest. Queen. Rocket. Parrot. Rocket. Nest. Queen. Rabbit. Robot. Octopus. Queen. Parrot. Rocket. Nest. Rabbit. Robot.